Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với diễn biến của set đấu thứ hai trận bán kết bóng truyền hơi nữ. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng truyền hơi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Đây là cuộc đối đầu diễn ra giữa phòng giáo dục đào tạo huyện Định Hóa và trường trung học phổ thông huyện Định Hóa. Bên phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi là phòng giáo dục. Bên kia sân là trường trung học phổ thông Định Hóa. Ở trận đấu đầu tiên thì phòng giáo dục đã để thua trường trung học phổ thông Định Hóa với điểm số là 21-18. Lúc này thì hai đội đã tiến hành vào set đấu thứ hai. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu này. Điểm số trên sân vẫn là tạm thời là không đều. Bóng không qua lưới và điểm cho đội áo xanh. Trung học phổ thông Định Hóa có điểm số đầu tiên. Và xử lý không tốt của chủ công số 10 trung học phổ thông Định Hóa, bóng không qua lưới. Điểm được cân đều cho phòng giáo dục mua đẹp. Tiếp tiếp là số 11 trung học, xin lỗi, là số 11 bên phòng giáo dục phát bóng lại không thể qua lưới. Điều đó đã tạo điều kiện cho trung học phổ thông Định Hóa có điểm số thứ hai. Một pha bọc lót rất cố gắng của số 8 bên phía phòng giáo dục, nhưng rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Điểm cho trung học phổ thông Định Hóa 3-2. Một pha bóng thiếu tập trung. Như vậy là điểm được cân đều cho phòng giáo dục là 3 đều. Hai pha bóng mà các vận động viên bên phía đội phòng giáo dục đã phát bóng không thể qua lưới. Rất đáng tiếc, đây là những lỗi cơ bản. Thực sự rất lãng phí điểm số. Các vận động viên áo xanh đang cố gắng chưa đưa bóng trở vào trong cuộc nhưng không thành công. Điểm lại là 4 đều. Ít phút vừa qua là những đường bóng nát mót của cả hai đội, những tình huống xử lý bóng an toàn. Và cuối cùng thì đội áo xanh cũng đã có một pha xử lý không được như ý. Phòng giáo dục vươn lên dẫn điểm 5-4. Tình huống đập bóng lực không thực sự mạnh của vận động viên số 10 trung học phổ thông Định Hóa, nhưng phòng giáo dục đã phòng thủ để bóng ra ngoài. Điểm số là 5 đều. Phát bóng ghi điểm trực tiếp của vận động viên số 10 trung học phổ thông Định Hóa. Vừa rồi các vận động viên của phòng giáo dục đã chọn vị trí không chính xác. Họ đã phải nhường bóng nhau.
được cứu bóng thành công của Trung học phổ thông Định Hóa. Lật lưới, tình huống cứu bóng bằng chân rất tốt của vận động viên số 8 phòng giáo dục. Bóng vẫn trong cuộc, nhưng rất đáng tiếc là pha bóng sau cùng, tiền đạo đồng đội của cô đã không hỗ trợ kịp thời trong một tình huống bóng rơi tự do. Quá đáng tiếc. Như vậy là Trung học phổ thông Định Hóa có điểm số thứ 8 và điểm trên sân là 8-5. Trên sân lúc này, vị trí sân số 4 cũng đang diễn ra trận đấu truyền hơi nam giữa đội và đội Sơn Phú. Đây là trận đấu của vòng 18. Sơn Phú gặp phòng giáo dục. Và như vậy là cả nam và nữ phòng giáo dục cũng đang thi đấu ở trên sân. Hai đội đã trở vào trong sân. Trung học phổ thông Định Hóa sẽ là đội phát bóng và điểm số là 8-5. Trận đấu tiếp tục. Chúng ta có thể quan sát thấy vừa rồi là một pha bóng phòng thủ không thực sự chủ động của số 6 bên phía phòng giáo dục. Tình huống bóng có vẻ rất hời hợt. Một pha cứu bóng bằng một tay, thiếu chủ động. Học phổ thông Định Hóa cố gắng cứu bóng nhưng không thành công. Điểm cho phòng giáo dục 6-9. Một pha phối hợp cứu bóng thành công của các vận động viên phòng giáo dục. Rơi tự do bên phần sân của phòng giáo dục và điểm cho Trung học phổ thông Định Hóa, điểm số 16. Bóng ở trong sân, lại thêm một pha bóng nữa thiếu chủ động của các cô gái áo vàng cao. Điểm số là 11-6 rồi. Nếu như cứ như để Áo Cam vẫn tiếp tục thi đấu như vậy thì chắc chắn là khó có thể lấy lại được thế trận. Thank you.
xuống. Vâng, tiếp tục là tình huống dứt điểm của trung không số 10 trung học phổ thông Định Hóa, nâng điểm số lên là 13-7. Phòng giáo dục tiếp tục phải xin hội ý. Thực sự là diễn biến của set đấu thứ hai, các cô gái áo vàng cam thể hiện vẫn chưa được tốt. Họ thi đấu còn thiếu chủ động. Vâng, vậy là hai đội đã trở vào sân. Trung học phổ thông Định Hóa phát bóng điểm số 13-7. Bóng đã bật chắn đội áo cam ra ngoài. Điểm cho Trung học phổ thông Định Hóa 14-7. Các cô gái áo cam thi đấu với một dáng vẻ rất thong dong, cần phải tập trung hơn nữa và chủ động tư thế phòng thủ thì mới có thể cơ hội gỡ gạc được những điểm số cuối cùng của trận đấu này. Cuối cùng thì các cô gái phòng giáo dục cũng đã lại giành lại được quyền phát bóng và điểm số là 84. Rất may mắn pha bóng vừa rồi. Vậy là bóng đã chạm tay của vận động viên số 11 trung học, vâng, số 11 phòng giáo dục đi ra ngoài. Điểm cho trung học phổ thông 15-8. Rất tiếc là bóng đi ra ngoài rồi. Quyền phát bóng cho phòng giáo dục, điểm số là 9-15. Vâng, lần này nhưng có thể nói là chính xác, từ khi trận đấu mới bắt đầu cho đến thời điểm này thì phòng giáo dục mới có được một pha bóng chân bóng xuất sắc như vậy. Các vận động viên áo cam đã để cho trung học phổ thông Định Hóa tự do đập bóng và thực sự là họ thiếu chủ động trong những tình huống chân bóng trên lưới, và đáng tiếc hơn nữa là những pha phòng thủ họ làm chưa tốt nhiệm vụ. Hy vọng là ít phút còn lại của trận đấu này thì trung học phổ thông, xin lỗi, là phòng giáo dục đào tạo sẽ có thể thi đấu với một thế trận tốt hơn. Bóng lật lưới. Vâng, rất đáng khen, đó là tình huống phòng thủ cứu bóng tốt của số 8 phòng giáo dục. Vâng, rất tuyệt vời. Có thể nói rằng chuỗi giao tranh vừa qua các vận động viên phòng giáo dục đã thể hiện được rất tốt theo đúng tinh thần. Tính chất của trận đấu này các khán giả rất kỳ vọng. Nếu như đội áo cam thi đấu với một thế trận như thế này từ set đấu đầu tiên thì thế trận của cục diện của trận đấu này có lẽ đã khác.
Hy vọng là diễn biến tiếp theo sẽ được tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi các pha bóng hấp dẫn như vậy. Thêm một điểm số nữa cho phòng giáo dục. Điểm số là 13-15. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, là trong những năm vừa qua thì bóng chuyền hơi Việt Định Hóa cũng đã mới bắt đầu phát triển. Những năm gần đây thì có sự tiến bộ hơn. Mặc dù các vận động viên của chúng ta vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng những giải đấu tổ chức được thường xuyên thì sẽ thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ hơn. Các vận động viên được cọ sát đồng nghĩa với việc họ sẽ rút được nhiều kinh nghiệm thi đấu, qua đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chất lượng các trận đấu sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Một tinh thần rất cần thiết cho đội áo cam, họ cần duy trì được lối chơi như thế này. Hai đội đã trở vào trong sân và số 8 của phòng giáo dục sẽ là đội phát bóng trận đấu tiếp tục. Vâng, tình huống tấn công của Trung học phổ thông Định Hóa, bóng bật chắn phòng giáo dục ra ngoài. Điểm số là 16-12. Vâng, quyết định của trọng tài là bóng đã đi ra ngoài. Điểm cho phòng giáo dục 13-16. Được tấn công tốt. Ít phút vừa qua, phòng giáo dục đã thể hiện được một lối chơi tiến bộ hơn so với diễn biến của trận đấu đầu tiên. Điểm số được nâng lên là 14-16. Tuyệt vời. Thêm một điểm nữa cho phòng giáo dục, điểm số là 15-16. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Đá bóng tốt. Số 11 phòng giáo dục vừa qua đã ghi được điểm số cân đều thế trận. Điểm số là 16-16. Giá như mà phòng giáo dục các vận động viên áo cam thi đấu hay như thế này từ trận đấu đầu tiên thì có thể họ đã có một thế trận tuyệt vời hơn. Sau tình huống vừa rồi thì điểm tiếp tục cho Trung học phổ thông Định Hóa là 17-16. Trọng tài xác định bóng chưa qua lưới. Điểm cho Trung học phổ thông Định Hóa 18-16. Khoảng cách lại là 2 điểm rồi. Bóng ra ngoài sân. Điểm số cho phòng giáo dục là 17-18. Có không? Liệu có được cơ hội cho phòng giáo dục đưa đối thủ sang set đấu thứ 3 hay không? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Bóng tiếp tục qua lưới, điểm số 18-18. Chúng ta phải dành lời khen cho các cô gái áo vàng trong những phút vừa qua đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Một phòng thủ tốt.
Vâng, đó là pha dứt điểm rất khó chịu của chủ công số 10 trung học phổ thông Định Hóa. Bóng lật lưới. Đây là một pha bóng khó. Phòng giáo dục đã không phòng thủ thành công. Vậy là trung học phổ thông Định Hóa dẫn điểm 19-18. Vẫn còn thiếu một chút nữa thì có điểm cho phòng giáo dục. Rất cố gắng nỗ lực của đội áo cam. Vậy là không được rồi. Tình huống quyết định vừa rồi, chủ công số 10 trung học phổ thông Định Hóa có pha đập bóng quỹ đạo đường bóng là cũng không phải là mạnh, nhưng đi rất khó. Nỗ lực phòng thủ không tốt. Có thể nói là tình huống phòng thủ của phòng giáo dục mặc dù rất cố gắng nhưng bóng đi đang bị ra ngoài. Và điểm cho trung học phổ thông Định Hóa là 20-18. Còn một điểm số nữa thì trung học phổ thông Định Hóa sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Liệu rằng phòng giáo dục có lật ngược được tình thế hay không? Vậy là đã cắt được chuỗi lên điểm. Điểm cho phòng giáo dục là 19-20. Vâng. Một tình huống phòng thủ thiếu chút nữa thì đánh mất điểm của phòng, xin lỗi là của trung học phổ thông Định Hóa, thì tình cờ đã bóng lật lưới. Điều đó đã khiến cho các vận động viên phòng giáo dục cứu bóng rất khó khăn. Tình huống không thành công. Như vậy là trung học phổ thông Định Hóa đã giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này với tỷ số là 2-0. Và họ giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 với điểm số là 21-19. Đáng tiếc cho các vận động viên trung các vận động viên phòng giáo dục trong những diễn biến cuối cùng của trận đấu vừa rồi, họ đã không thể đưa được đối thủ sang trận đấu thứ 3. Nếu như họ tập trung thi đấu tốt hơn từ ngay giữa đầu trận đấu thì chắc chắn điều đó có thể thực hiện được, nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Như vậy là trận đấu này đến đây kết thúc. Chúng ta cùng lại gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Quý vị hãy nhấn đăng ký và chuông để ủng hộ kênh và đón xem các trận đấu trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.